Thế là mua quả trứng làm bát bún xào rau nhiều ăn cho nó bữa sáng cho đơn giản thôi. Mời anh em nhá. Thật ra sáng ra mình cũng thật thích ăn quả trứng. Quả trứng nó vừa anh em, không già không non, ăn rất ngon. Có những anh em thích ăn trứng già nó lâu lâu lên thì ngon, nhưng mình không thích. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Lại chia sẻ cho anh với em về bữa sáng của mình hôm nay đấy. Hôm nay anh em ơi, đây là nhà rau cải nó nhiều hay là xào, mua bún về xào thịt anh em. Đấy, bún xào thịt rau cải ăn rất là ngon, xào khô này, ăn khô. Và làm mấy quả trứng vịt lộn anh em. Đấy. Bữa sáng đấy của nhà mình đấy. Đơn giản gọn nhẹ thôi. Đấy, cái rau cải này anh em nhá, xào bún khô này ăn rất là ngon. Nó cũng đổi món đi theo cách chế biến đây anh ạ. Đấy, mời tất cả anh em ăn sáng cùng với gia đình mình nhá. Anh em ăn sáng làm quả trứng này ăn cho nó. Hôm nay thời tiết ở mình nó hơi lạnh lạnh anh em. Thế là mua quả trứng làm bát bún xào rau nhiều ăn cho nó bữa sáng cho nó đơn giản thôi. Mời anh em nhá. Thật ra sáng ra mình cũng thật thích ăn quả trứng. Quả trứng nó vừa anh ạ, không già không non, ăn rất ngon. Có những anh em thích ăn trứng già nó lâu lâu lên thì ngon, nhưng mình không thích. Gọi gì? Đúng. Bấm mạnh. Ai gọi? Bấm bấm. Nó sữa. Cái trứng nó vừa vừa đúng không? Đấy. Anh ý. Chưa này thì nướng còn nhỉ? Ăn cái quả trứng này cứ ăn cái củi lửa rắn ngon phết. Lắm người không thích ăn là bỏ ra. Thank you.
ngon anh em ạ. Sáng lan quả trứng là ngon. Ở mình người ta bán trứng, người ta không ít bán những con già lắm anh em, người ta chỉ bán con vừa vừa. Già ăn gì? Nó cứ vừa này ngon. Bà xã ăn quả thì ăn 3 quả đấy. Hôm nay thời tiết thế. Cái áo này ấm thật. Mà mỗi cái đẹp kìa. Nó còn lót nỉ. Bọn hỗ trợ nó cái rào chắn đường, bọn nó đạp xe tập thể dục nó không cua được, mà hôm qua để lọt vào thế nào không cua vào, không biết đội hội nào nó đến nó giày đổ hết. Chắc buổi tối nó ngán để không cho mang xe vào. Tớ với Hoàng với Thuận đạp về đằng biên phòng ba vòng đường rộng to. Hàng không thể đi à? Có hàng Trung á? Có. Chịu khó phết ấy, còn đến tờ nó đi chặt biêu ghe. Gà đâu? Đông Vinh hồi nọ. Vâng vâng. Mời anh em nhá. Đây xong ba quả trứng anh em ạ. Ăn thì vậy thôi nha, không thần thánh gì, ăn nhiều quá là nguy hiểm. Ba quả đấy tí nữa ăn hết bát bún ghê không? No lắm tối. Hết anh em nhá. Đây giờ mình ăn đến bún xào anh em. Bún xào rau cải đấy nha, ngon lắm. Ăn được. Bún này là xào khô đấy nha. Lắm.
anh em, cuộc sống người vùng quê nó đơn giản. Nó có đắng đâu mà con bông thuần. Đắng gì? Ăn lại vừa. Cải canh nó mới đắng. Chủ nhật về làm nghỉ về làm tí nữa. Phê bê về bót tà, bót chanh. Ăn rau cải ngon. Làm như sao nó mẹ làm? Nộm tà chanh nè. Có cô ăn được. Cái cơ bản giải quyết là cái bún. Anh em ăn bữa sáng này rất đơn giản luôn nhá. Không hàng quán. Chứ xào lên cho mì tôm. Thì nữa có ăn đi. Hả? Con. Thế tối hai mẹ con mua bún chả. Hả? Anh em nhá, thế nhà mình cứ bữa sáng ăn này thôi, tí nữa là mỗi người đi làm một kiểu, thế sáng là phải rau ban đấy anh em ạ, chứ một ngày nay ăn gì. Sáng ra làm nấm rau cải anh em. Bỏ vào xào lên xong cho bún vào. Anh em nào thích ăn mì tôm ấy thì cho mì tôm. Ngon. Hmm?
ba quả trứng hết một bát này, bún xào nữa là no kinh khủng anh em. Anh em là người vùng quê thế đấy, rất đơn giản. Sáng làm bát bún hoặc bát mì tôm mới là xong. Thế sáng nay như mình làm bát bún xào rau với lại ba quả trứng vịt lộn, thế là cũng một bữa anh em. Chia sẻ cho anh em những cái gì nó đơn giản nhất của người vùng quê, chứ mình không chia sẻ theo kiểu câu view câu like ảo đấy. Vậy thôi là hết bát bún anh em nhé, hết bát bún, bún xào khô với rau với thịt, trứng vịt lợn. Thôi mình dừng video ở đây nhé, hẹn gặp anh em ở video sau nhé. Anh em nào yêu quý thì đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.